Chỉ còn gần một tháng nữa là đến Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021. Những ngày này, các nhân công bứt bông đang tất bật làm việc tại vườn trồng hoa ở ấp Thạnh Mỹ 1, xã Thanh Đức, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long. Để có được những chậu hoa đẹp cung ứng cho thị trường, anh Nguyễn Hải Đăng, 25 tuổi, quê Bến Tre, phải thuê 6 lao động cùng với người trong nhà bứt bông, tuyển lại chỉ chừa những bông to nhất để khoe sắc vào dịp Tết. Anh Đăng cho biết, năm nay gia đình anh trồng chủ yếu là cúc và vạn thọ, muốn cây ra hoa đều đẹp, phải thuê nhân công bứt giọt và các bông thừa, mỗi đọt thường có 4-5 bông, chỉ chừa một bông cái, các bông nhỏ bỏ hết. Nghề bứt nụ hoa này đòi hỏi nhiều công sức tỉ mỉ từng ly từng tí mới mong cây có hoa đẹp, mà phải bứt đúng thời điểm để cây nuôi hoa lớn kịp Tết. Sơ sẩy là gãy bông vì thân cúc khá giòn. Tới tháng 10 bắt đầu làm 3 bông này rồi đó, tháng 10 vô vụ rồi đó. Bình thường thì ở nhà cơm nước, thì tới vô vụ bông thì ra mận kiếm tiền thêm, mận không gậy cũng cả tháng rồi. Ngày 160 rồi, như mình lãi cái chèo bông mà ví dụ cái chùm 4 bông vậy nè, cái mình ngắt mình chừa cái bông cái là vậy thôi nè. Đó, mình lãi vậy nè, mình chừa lại cái bông cái. Bông con mình lãi hết. Bình thường em làm công việc như làm thuê, còn mà tới vụ bông thì em theo vụ bông một, như một vụ được trả thêm 10 triệu, còn bình thường nếu mà trúng thì được trả hơn mười mấy triệu, 12, 13 triệu gì đó. Theo anh Đăng, đây là năm thứ 8 gia đình anh đến đây thuê đất trồng hoa. Năm nay lo lắng nhu cầu tiêu thụ hoa kém hơn mọi năm do ảnh hưởng dịch Covid-19. Gia đình anh Đăng chỉ trồng khoảng 8.000 chậu bông các loại, trong đó có khoảng 2.000 chậu cúc Đà Lạt, bằng một nửa so với các năm trước. Anh Đăng cho biết các loại bông khác thì chăm sóc khỏe hơn, như vạn thọ chỉ cần bứt đọt một lần là xong, còn cúc phải bứt bông 2 lần, mỗi lần khoảng 2-3 tuần. Hôm nay còn vài người tuyển lại lần cuối là xong. Dạ anh, năm nay em làm có khoảng phân nửa của năm rồi à. Rồi làm bá cúc này cũng cực lắm anh. Mướn người làm lặt cái này là cỡ khoảng tiền công người lặt không là cỡ khoảng 10 triệu đổ lên. 10 triệu đổ lên rồi hy vọng cho năm nay là bán được nên có tiền về ăn Tết. Nghề bứt bông này cũng lắm cực khổ, phải ngồi dưới trời khô và nắng gắt rất khó chịu, nên người nào người nấy đều kín bưng từ đầu đến chân. Công việc tuy nhẹ nhưng đòi hỏi sự tỉ mỉ khéo léo, tuy vất vả nhưng họ có thêm thu nhập giúp đỡ gia đình có cái Tết đầm ấm hơn.